Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review ở trong cái gì đây, rừng nha. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ đào dế nha mọi người. Đi kiếm dế ha. Đây, mình đào được rồi nha. Được một con đây nha. Đấy, thấy chưa? Đấy, người này gọi là người Rai, nó là con lê đó. Đây, người địa phương gọi là con dế ha. Đây. Đây, anh em này. Hôm nay rất rảnh rỗi nha. Bây giờ mình đi review ở trên rừng nhá. Rồi. Rồi, kiếm đi. Giờ đang kiếm nha. Rồi. Kiếm từng một nha. Rồi. Ra mồ hôi rồi, ra máu rồi này. Máu ra hết rồi. Máu ra hết rồi, mình đào con dế nó máu ra luôn mà. Đào sơ sơ thôi. Rồi. Có được nhiều lắm mọi người. Đấy, đau nữa. Còn luôn bạn này. Chúng ta không ăn được, được. Này, người ta là siêu to không nhỏ nha. Cà phê. Mình kia một người dân đấy. Nó chắc hết rồi. Mang ổ nó chắc hết. Ra thằng này bắt được rồi nha. Ha ha ha. Con dế xích con người. Người ta gọi là không phải là con heo nha, con dế. Con dế đột biến. Mang tuộng là cái đơ mang cho tí vô. Thật lạ.
Này. Mày người ta gì đây? Đất gì đây? Đấy. Một lần này, một lần nó to rồi. Này người ta gọi là không phải là con dế nhỉ? Con mai bài á. Thiệt là nó. Đây, đây là con dế nha. Cái này không phải là con heo nha, đây là con dế. Người ta gọi là con gì đây, không biết tên nữa. Chắc là con bò, con đây, heo. Lăng này đây. Chắc là con bò ấy à. Ừ rồi, để làm siêu cay nhá. Làm siêu cay đúng không ạ? Ôi giời, giờ lừa mình yêu quá. Ôi heo này, ngon. Người Gia Rai thôi nha, mình không có bếp kia hết, làm người bằng côi thôi nha. Nó là khô lắm mọi người, nó là khô. Réo ra, réo ra, mở thảo đã. Chịt thảo quá nha. Quay đi. Ôi giời ơi. Chọn buông coi. Buông nó. Mà bạc thùng trời vậy này. Ơi mình để pet đó không? Bỏ. Thôi, đi cổ. Thì ăn con nước ăn cô luôn ha. Mụi, hộp rồi bạn mụi, qua thôi mụi. Cặp cái bong. Con. Mời đánh giá vậy hả? Xin lỗi mọi người nha. Ai da. Ăn cơm nhá. Đó là phần cơm. Cơm cho heo ăn này. Đấy, trời ơi. Cơm cho heo tao đập. Giờ mình thử thưởng thức nha mọi người. Thưởng thức nha. Đó là con dế nha, không phải là con người đâu nha. Ok. Mời mọi người ăn nhá. Ăn con dế, mời đây, chúng đây không? Đây. Mấy không? Chỉnh hai em mình ở đây. Ăn cơm, ôi trời. Bụi, con thoa bụi, đừng có sợi. Làm bré không? Ít rồi. Dạ. Mời nha. Ăn một con, ầm một buồn. Ôi, tôi. Ôi, phải cố. Qua anh em qua luôn, có thôi luôn. Mời mọi người mặc đây. Mời đi. Ăn không biết nói luôn mọi người, rất là ngon. À, dạ. Nè, ra mọ hết rồi, ăn con dê nó cay quá. Mày là một tí bùng. Đưa ra. Quạt lỗ hết rồi.
Mời mọi người ăn cơm. Này người ta gọi là con cua nhá. Cua ăn được á. Đây, Khánh Gia ơi, Khánh Gia nhìn đây. Cơm á, mới ăn với con dế này. À, rất ngon. Mẹ, nồi to luôn thằng này, mấy bà tu này. Đấy, mời Khánh Gia đây, mời con dế đây. Ăn rất là ngon nhá. Ai muốn đào dế thì cứ liên hệ với mình nha. Dế nhiều lắm rồi kìa. Này, làm cay lắm. Rất là cay nhá. Con dế con ít rồi này. Đây. Thôi à, mời mọi người nhá. Nếu mọi người xem video này hay, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Song Ba TV nha. Đấy, anh em đang ăn cơm nè, đông đủ à. Đấy, các bạn xem và ủng hộ kênh của Song Ba TV nhé, đăng ký nhá. Đây. Like và subscribe kênh của đấy. Kia là con bò nha, không phải là con vịt. Rồi tạm biệt mọi người nhá, chuẩn bị ăn cơm nữa.